trở về một dải giang sơn. Trăng xưa hạc cũ, dòng sông lặng, ngày 20 tháng 4 năm 1996, Thượng tướng Trần Văn Trà từ trần vì một căn bệnh hiểm nghèo. Một trái tim suốt đời nóng hổi sôi nổi vì sự nghiệp cách mạng đã ngừng đập. Mọi người hay tin đều cảm thấy đột ngột, thương tiếc trào dâng. Sinh thời, Thượng tướng Trần Văn Trà từng tâm sự với anh em: thở ra đi hoạt động cách mạng, đúng là chúng ta không có gì cả, nước mất, nhà tan, tấm thân nô lệ. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, chúng ta quyết hy sinh chiến đấu và đã giành lại được mọi thứ quý giá nhất, đó là độc lập, tự do, quyền làm chủ đất nước. Tôi sung sướng và tự hào đã được cống hiến toàn bộ sức lực và tài năng của mình cho nước, cho dân. Anh đã ra đi thanh thản như vậy đó, mặc dù có nhiều công việc anh chưa hoàn thành. Quý quá thay, đẹp đẽ thay tấm lòng và nhân cách một người cộng sản. Nhưng với những người còn sống, việc anh ra đi là một mất mát lớn lao. Kỷ niệm về anh còn đầy ắp. Trong tổ ấm gia đình, đó là tất cả. Từ giọng nói tiếng cười ấm áp hàng ngày, là bộ đồ trà, chiếc kiến lão anh vẫn dùng. Cuốn sổ ghi chép còn để mở trên bàn, những bộ quân phục phẳng phiu còn nằm trong ngăn tủ. Tin buồn về đến cố hương, bến nước, con đò, bờ tre, mái ngói, nơi anh sinh ra và trải qua một thời niên thiếu, vừa êm đềm vừa dữ dội. Bạn đời chung thủy của anh, chị Lê Thị Thoa, thẫn thờ thẫn thức vuốt lại nếp áo anh từng mặc. Anh gặp chị trong một chặng đường khói lửa cuối cuộc kháng chiến chống Pháp. Từ đó và mãi mãi, chị là đồng chí, đồng tâm và chỗ dựa vững chắc cho anh. Anh thường sung sướng nói về chị như vậy. Dù anh chị có những năm tháng dài phải xa nhau vì nhiệm vụ kẻ Bắc người Nam, đường đời khó tránh những lúc buồn vui trắc trở. Thank you.
trong căn nhà còn ấm hơi anh, chị mong tìm lại bóng dáng anh trong bức họa chân dung. Mỗi nét cọ đưa biết bao nhớ thương, thương nhớ khôn nguôi. Giờ đây, chị tiếp tục vai trò người trợ thủ năm xưa, hệ thống hóa các tư liệu, sắp xếp lại các bản thảo của anh để đưa in thành sách, chuyển đến đông đảo bạn đọc. Anh trân trọng nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đường Bác đã đi, đường Bác đã vạch sẵn. Chúng con đã đi theo con đường ấy, đã kiên trì và dũng cảm, đi mãi theo ánh sáng chân lý của Bác soi rọi, theo tình thương mênh mông của Bác sưởi ấm. Ngày nay chúng con đã về đến đích, có bao giờ quên được cha già? Dòng hồi tưởng đưa chị trở lại với cố hương anh. Bến nước con đò bờ tre mái ngói, nơi anh sanh ra và trải qua một thời niên thiếu, vừa êm đềm vừa dữ dội. Rồi những nẻo đường anh đã qua, những mảnh đất anh đã đến, trải dài suốt mấy mươi năm kháng chiến trường kỳ gian khổ, hiểm nguy từng nếm trải. Những nẻo đường anh đã qua, những mảnh đất anh đã đến, Tân Định, Gò Vấp, Hóc Môn, Đồng Tháp 10, chiến khu Dương Minh Châu, và xa hơn, căn cứ địa Việt Bắc, thủ đô Hà Nội. Sài Gòn là nơi anh đến ở tuổi 18 đôi mươi. Từ đây anh cầm súng ra đi và đã trở về trong ngày vui toàn thắng. Từ trên lễ đài lấy mừng thắng lợi, anh vẫy chào nhân dân thành phố thân yêu và nói lên những lời tâm huyết. Bất cứ ai còn mang dòng máu Việt Nam đều có quyền tự hào về chiến thắng chung của cả dân tộc. Dân tộc ta từ đây nhất định trường tồn và phát triển. Trong hai ngày linh cữu anh quàn tại hội trường quân khu 7, hơn 700 đoàn đại biểu từ nhiều miền của đất nước đã đến viếng anh, ghi lời tiễn biệt anh trong sổ tang và chia buồn cùng gia quyến. Và đây là những dòng cảm xúc trích từ sổ tang của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước. Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Văn Trà, người cộng sản lão thành đã chiến đấu góp phần cống hiến xứng đáng cho sự nghiệp của đảng dân tộc. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng chí đã có nhiều công lao trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, xây dựng căn cứ địa kháng chiến, giành nhiều thắng lợi trong chiến đấu và xây dựng. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình đồng chí. Đỗ Mười, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Văn Trà, người chiến sĩ, người cán bộ đã suốt đời chiến đấu anh dũng để giải phóng đất nước, bảo vệ và xây dựng đất nước. Người bạn thân thiết Nguyễn Văn Linh, cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người bạn chiến đấu thân thiết của anh, đến với anh rất sớm và lưu lại rất lâu bên linh cữu anh,
nghẹn ngào thương tiếc. Anh Trà ơi, sao anh ra đi đột ngột thế? Đối với các bạn chiến đấu, đối với bản thân tôi và gia đình, anh ra đi là một sự mất mát lớn, không gì bù đắp được. Tôi nhớ mãi những ngày cùng chiến đấu trong bối cảnh gian khổ và hào hùng, cho đến ngày thắng lợi. Anh để lại một tấm gương sáng cho các thế hệ. Hình ảnh của anh sống mãi trong lòng người bạn chí thiết của anh. Trong giờ phút đau thương, xin chị và các cháu cùng toàn thể bạn bè, bà con, cô bác nhận lấy những lời chia buồn thống thiết nhất của tôi và gia đình. Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đồng chí Trần Văn Trà đã ra đi vĩnh viễn. Cuộc đời của đồng chí đã cống hiến cho cuộc đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, đưa đất nước lên chủ nghĩa xã hội. Đồng chí mất đi là tổn thất cho gia đình, quân đội và đảng. Thương tiếc đồng chí vô cùng. Xin vĩnh biệt để đồng chí an giấc ngàn thu. Đại tướng Văn Tiến Dũng. Vô cùng thương nhớ đồng chí Trần Văn Trà, người chiến sĩ kiên cường của đảng, người con trung hiếu của dân tộc, người chiến sĩ anh hùng của bộ đội Cụ Hồ. Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Số tác phẩm bao gồm hồi ký và công trình nghiên cứu anh để lại, đó là đóng góp quý báu vào kho tàng nghệ thuật quân sự Việt Nam. Và cho bất cứ ai muốn hiểu biết kỹ về hai cuộc kháng chiến thần thánh chống Pháp, chống Mỹ của nhân dân ta, cùng với tài năng và đức độ của anh, những gì anh để lại còn mãi trên đời. Cho đến khi anh về nghỉ hưu rồi thì có lẽ nhà anh và thơ từ bạn bè anh tôi được thấy trước mắt là không bao giờ thiếu khách, không bao giờ vắng khách. Có khi anh cầm những phong bì anh đưa cho tôi xem, thật là xúc động. Tôi chưa phải đến lúc thiếu lắm đâu, đảng vẫn còn đang nuôi tôi, nhân dân còn đang nuôi tôi. Nhưng những phong bì 5.000, 10.000, 20.000 gửi đến, tôi coi nó không nhỏ lắm đâu. Tôi coi nó không nhỏ, lớn lắm, lớn lắm. Họ nghĩ đến mình, họ quý đến mình. Tôi không ngỡ nào mà trả lại. Phải cất vào trong mình để bồi dưỡng cho quyết tâm, cho cách mạng. Chính vì đó, bên cạnh tôi luôn có một sự cổ vũ rất lớn của đồng chí, đồng đội, của bạn bè, nhân dân. Từ cái trận đánh Mỹ đầu tiên, bộ vàng đầu tiên các đồng chí thấy đấy, thì chính anh Trà lúc đó là đi với chúng tôi, đi theo với chúng tôi, cho đến Trang Sơn Ti Ti, cho đến suốt cái sau này. Mà phải nói là anh Trà là một cái tướng tài toàn diện. Rất tiếc là có một cái bệnh tim mà mất đi hơi sớm. Thì thấy đồng lùng là đúng là mất đi một cái đồng chí, một cái người chỉ huy, một cái người bạn chiến đấu thân thiết. Và rất tiếc là cái hôm mà anh chết là tôi đang nằm bệnh viện. Chỉ kể ra hơn 10 năm chiến đấu xây dựng ở bên cạnh anh ấy mà. Thì nhiều chuyện lắm, nhưng mà xin nói đến đây thôi. Hết. Bảy mươi bảy mùa xuân, mấy mươi năm hoạt động cách mạng sôi nổi, lăn lộn khắp các chiến trường, bao nhiêu lần ra Bắc vào Nam, lên rừng xuống biển. Giờ đây vĩnh biệt anh, Thượng tướng Trần Văn Trà, một cán bộ xuất sắc của đảng, một tướng lĩnh tài ba của quân đội, một người lính của Bác Hồ,
kể cả khi đã trở về đời thường. Anh, người con trung thành của nhân dân, sống hết lòng phục vụ nhân dân và chết trong sự tiếc thương vô hạn của nhân dân. Một cuộc đời, một sự nghiệp, một nhân cách. Đồng chí, đồng đội, bạn bè cũng như gia đình anh vẫn thường đến đây lặng yên tưởng nhớ binh lăng mộ anh, và cảm thấy anh vẫn luôn luôn gần gũi. Mây nước đã yên bình, nơi cõi vĩnh hằng lòng anh thanh thản. Tiếng chim hót trên vòm cây mỗi sáng, ngọn gió mát từ phía sông chiều chiều thổi đến, ru anh yên giấc ngàn thu. Dòng sông lặng.